Thưa quý vị, với những mong muốn sẽ mang đến những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý vị khán giả qua các video clip được đăng tải trên kênh Tin Mới. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị. Và ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Tin rúng động Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đang đối mặt với án tử khi thế giới chỉ ra 9 dấu hiệu cho thấy chiếc ngai vàng của người đứng đầu Đảng Cộng sản Quốc đang bị lung lay. Thưa quý vị, truyền thông của châu Á cho biết Trung Quốc giờ đang rơi vào tình thế loạn trong giặc ngoài. Chính quyền, ông Tập Cận Bình đang đứng trước mối nguy lớn, đó là sụp đổ bất cứ lúc nào. Bản thân của ông Tập cũng đang lo sợ những điều tồi tệ sắp xảy ra với cả Bắc Kinh, nhưng ông đang không biết phải làm sao khi và Trung Quốc đang rối ren trong các vấn đề như chống chọi lại với mối nguy hiểm họa từ bệnh dịch cho đến nội bộ và các vấn đề quan trọng trong Đảng Cộng sản Nhân dân Trung Quốc. Theo tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết hôm qua, các giới chức cao tầng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho triệu tập gấp các lãnh đạo cấp cao thuộc cấp bộ, cấp tỉnh, thành phố thuộc hàng ngũ quân đội và chính phủ của Bắc Kinh để họp gấp, họp kín, đưa ra các giải pháp cấp bách trong bối cảnh mà Trung Quốc đang đối mặt với một loạt các mối an nguy làm cho quan chức chính quyền ông Tập Cận Bình đứng ngồi không yên trong suốt những tuần vừa qua. Theo các nhà quan sát cho biết, Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ, cho nên đích thân người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình là người sẽ chủ trì cuộc họp kín nói trên. Trong buổi họp, ông Tập đã nêu ra 4 nguy cơ lớn mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đang phải đối mặt. Một là bệnh dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona đang gây ra, làm tê liệt 31 tỉnh, thành phố trên toàn đất nước Trung Quốc. Hai là các công ty, các tập đoàn phải đóng cửa trước nguy cơ bệnh dịch. Ba là nền kinh tế của Trung Quốc khả năng sẽ rơi vào một thảm cảnh tồi tệ nhất trong lịch sử từ trước tới nay, khi toàn bộ Trung Quốc bây giờ đang rơi vào tình trạng báo động khẩn cấp. Bốn là các vấn đề như Biển Đông, Đài Loan, Hồng Kông và Campuchia chưa giải quyết xong, vẫn còn một mớ hỗn độn. Trung Quốc đã đổ không biết bao nhiêu tiền của vào các vấn đề nêu trên, nhưng đến bây giờ nó đang đứng trước nguy cơ bị đổ bể. Các nhà quan sát cho rằng chính quyền của ông Tập đang đối mặt với nguy cơ bị chôn vùi nếu như mà Bắc Kinh không đưa ra được những quyết sách đúng đắn trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng dù chính quyền của ông Tập Cận Bình có cố gắng tới nhường nào cũng khó có thể cứu vãn được tình hình Trung Quốc ở thời điểm hiện tại, bởi vì Bắc Kinh bây giờ không như Bắc Kinh của những năm tháng về trước nữa rồi. Thưa quý vị, theo một quan chức cấp cao trong chính phủ của Trung Quốc tiết lộ rằng ông Tập Cận Bình đang rất run sợ khi nhiều ý kiến cho rằng Trung Quốc đang phải đối mặt với 9 mối nguy lớn báo hiệu chính quyền của ông Tập và Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tới ngày tận số trong năm 2021 và có thể năm 2022 Trung Quốc sẽ sụp đổ hoàn toàn. Và 9 mối nguy đó là: một là tình hình về Biển Đông. Trung Quốc cho rằng tình hình Biển Đông đang hết sức phức tạp vì Bắc Kinh đang bị các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như các nước trên thế giới cô lập cũng như tẩy chay. Hai là chiến tranh thương mại với Mỹ đã ảnh hưởng sâu sắc tới nền kinh tế của Trung Quốc. Năm ngoái, một thống kê cho biết nền kinh tế của Bắc Kinh đã rơi vào tình hình cực kỳ khó khăn khi liên tục hứng những đòn thuế quan đến từ chính phủ Mỹ, và đó là nguyên nhân dẫn tới nền kinh tế của Trung Quốc tăng trưởng thấp nhất trong vòng 100 năm vừa qua. Ba là Trung Quốc muốn thống nhất Đài Bắc nhưng bị chính quyền nữ tổng thống của Đài Loan, bà Thái Anh Văn kiên quyết phản đối sáp nhập vào với Bắc Kinh. Bốn là đảo điếu ngư liên tục xảy ra các cuộc đụng độ căng thẳng giữa hải quân của Trung Quốc và hải quân của Nhật Bản, và mỗi lần đối đầu Trung Quốc đều bị thất bại trước quân đội của Nhật Bản. Năm là tình hình bất ổn chính trị trong nước khi các đảng phái đang đấu đá nhau một cách thậm tệ. Sáu là các công ty, các tập đoàn của nước ngoài, đặc biệt là các tập đoàn của Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga đang lũ lượt rời bỏ Trung Quốc để đi tìm các vùng đất mới vì sợ Trung Quốc ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ cũng như sao chép công nghệ. Bảy là nạn thất nghiệp, phá sản xảy ra khắp đất nước Trung Quốc. Tám là các căn cứ quân sự của Trung Quốc đặt trên đất nước của Campuchia đã bị chính quyền Tổng thống Joe Biden lên án, chỉ trích, đặc biệt là ngày hôm kia. Mỹ đã điều máy bay B-52 dội bom lên các căn cứ quân sự của phía Trung Quốc nhằm ngăn chặn sự bành trướng và mở rộng phạm vi tầm ảnh hưởng quân sự quân đội của Trung Quốc ở khu vực châu Á. Mối nguy thứ 9, mối nguy được cho là cực kỳ quan trọng bởi vì không chỉ Trung Quốc mà tất cả các nước trên thế giới đang căng mình chống chọi. Đó là dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona gây ra. Lúc đầu tâm dịch được phát hiện vào ngày 16 tháng 12 năm 2019 tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, nhưng đến nay tính tới thời điểm hiện tại nó đã lan ra khắp đất nước của Trung Quốc và 210 quốc gia khác trên thế giới này. Đó là 9 dấu hiệu cho thấy chính quyền ông Tập Cận Bình đang trên con đường dẫn tới sự sụp đổ. Thưa quý vị, có một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng trong những tuần vừa qua đã xuất hiện những thế lực tẩy chay, chống lại chính quyền của ông Tập vì cho rằng Trung Quốc đang trên đà phát triển và thịnh vượng thì dưới bàn tay chỉ đạo của ông Tập, Bắc Kinh đang rơi vào thảm họa chưa từng có trong lịch sử, và ý kiến cho rằng đó là do sự độc đoán của chính quyền ông Tập nên bây giờ Trung Quốc bị nhân quả báo ứng. Còn ý kiến khác cho rằng do Trung Quốc đã tỏ ra hống hách thường xuyên, bắt nạt các nước láng giềng xung quanh mình, coi thường luật pháp của quốc tế và không tôn trọng các nước trong khu vực cũng như các nước trên thế giới. Cho nên bây giờ Bắc Kinh bị cô lập và bị cộng đồng của quốc tế tẩy chay dẫn đến tình cảnh lao đao. Vâng, chính quyền của ông Tập đang đối mặt với án tử hình. Tuy nhiên, vào hôm 12 tháng 8 tại Bắc Kinh, trong một bài phát biểu, ông Tập Cận Bình đã trấn an hơn 1 tỷ người dân Trung Quốc cũng như cộng đồng thế giới rằng Trung Quốc sẽ trở lại ngôi vị số 1 của thế giới sau khi bệnh dịch corona kết thúc. Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì tờ báo CNN có bài "Một cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc có thể diễn ra như thế nào?". Trong thời gian gần đây, tình hình Biển Đông và vùng eo biển Đài Loan không ngừng nóng lên, với quân đội Trung Quốc liên tục thị uy, đe dọa các láng giềng, kéo theo phản ứng của Hoa Kỳ, thường xuyên cho tàu chiến và máy bay vào phô trương thanh thế trong khu vực. Các diễn biến đó làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột nổ ra giữa Mỹ và Trung Quốc, và ngày càng có nhiều kịch bản về một cuộc chiến Mỹ-Trung được đưa ra. Trang mạng Bloomberg của Mỹ ngày 25 tháng 4 năm 2021 đã đăng ý kiến của một người có thể gọi là trong cuộc, cựu đô đốc Hải quân Mỹ James Tazizi, từng là tư lệnh tối cao của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, là người đã phục vụ nhiều năm trong Hải quân Mỹ ở miền Tây Thái Bình Dương, đã theo dõi đà vươn lên của Hải quân Trung Quốc. Trong bài 4 cách thức mà một cuộc chiến tranh trên biển Mỹ-Trung có thể diễn ra, Four Ways a China U.S. World Sea Could Play Out, cựu đô đốc Tazizi đã cho rằng điểm nóng dễ có khả năng bùng nổ nhất là Đài Loan, nhưng xung đột cũng có thể xảy ra ở biển Hoa Đông, Biển Đông hoặc Ấn Độ Dương. Hải quân Trung Quốc giờ đây đã trở thành đáng ngại mở đầu bài viết của mình. Cựu đô đốc Mỹ trước hết ghi nhận đà vươn lên đáng ngại của quân đội, và đặc biệt là Hải quân Trung Quốc, từ một lực lượng không có gì đáng nói vào những năm 1970, đã trở thành một đối thủ ngang hàng với Hoa Kỳ, ít ra là trên các vùng biển bao quanh Trung Quốc. Tác giả ghi nhận, vào giữa những năm 1970, tôi ra khơi với tư cách là một người lính trẻ, lần đầu tiên xuất quân sau khi tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoa Kỳ. Từ San Diego, bang California, chúng tôi đi về phía Tây trên một khu trục hạm lớp Spuan hoàn toàn mới. Là một thủy thủ thời chiến tranh lạnh, tôi vô cùng thất vọng khi tàu của tôi không đi vào vùng biển phía Bắc Đại Tây Dương để thách thức hạm đội Liên Xô rất nổi tiếng. Thay vào đó, hành trình kéo dài 6 tháng của chúng tôi tập trung vào vùng biển phía Tây Thái Bình Dương, những khu vực ngoài khơi miền Bắc nước Úc, Singapore, Hồng Kông và Đài Loan. Trong ký ức của chúng tôi vào thời xa xưa ấy là một mối đe dọa nghiêm trọng từ phía Trung Cộng, theo cách gọi của chúng tôi lúc đó. Vào khi ấy, Trung Quốc có một lực lượng hải quân ven biển có năng lực, nhưng chiến hạm hay chiến đấu cơ của lực lượng mang một cái tên kỳ lạ là Hải quân Giải phóng quân Nhân dân không hề là một đối thủ đáng kể. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi đáng kể. Trong suốt sự nghiệp hải quân của mình, tôi đã theo dõi Trung Quốc cải thiện một cách từ từ, tỉ mỉ và khôn khéo mọi khía cạnh của lực lượng hải quân của họ. Đà cải thiện đã gia tăng tốc đáng kể trong thập kỷ qua, khi Trung Quốc gia tăng số lượng tàu chiến tối tân, triển khai đội tàu này ra khắp khu vực và xây dựng các đảo nhân tạo để làm căn cứ quân sự ở Biển Đông. Trung Quốc hiện là một đối thủ ngang hàng của Hoa Kỳ ở những vùng biển đó, và điều này hàm chứa những rủi ro thực sự. Tác giả ghi nhận 4 điểm nóng trên biển riêng biệt, nơi Hải quân Trung Quốc có thể mở một cuộc tấn công quân sự nhắm vào Hoa Kỳ và các đồng minh và đối tác của Mỹ, eo biển Đài Loan, Nhật Bản và biển Hoa Đông, Biển Đông, và các vùng biển xa hơn xung quanh các nước láng giềng khác của Trung Quốc, bao gồm Indonesia, Singapore, Úc và Ấn Độ. Biển Đông, hải quân nhiều nước chen chúc bên nhau về hiện trạng Biển Đông. Cựu đô đốc Tazizi ghi nhận sự hiện diện đông đảo của chiến hạm các nước bên cạnh đám đông tàu cá, tàu buôn, tàu dầu, giàn khoan dầu khí trong một tuyến đường thủy bận rộn, vận chuyển gần 40% lượng hàng gửi bằng đường biển của thế giới. Ngoài chiến hạm của Mỹ và Trung Quốc, còn có tàu thuyền của các nước trong khu vực như Việt Nam, Philippines, Malaysia, Thái Lan và Singapore. Các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương khác, bao gồm Úc, New Zealand, Nhật Bản, Ấn Độ và Hàn Quốc cũng duy trì sự hiện diện quân sự, chưa kể đến chiến hạm đến từ Pháp, Đức, Anh cũng thường xuyên triển khai ở đó. Tình hình Biển Đông đã trở thành căng thẳng do các yêu sách chủ quyền chồng lấn giữa Trung Quốc và các quốc gia ven biển. Bắc Kinh là bên đòi chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông. Dựa vào các chuyến đi của đô đốc Trịnh Hòa từ những năm 1600, Trung Quốc ngay từ những năm 1940 đã vạch ra cái mà họ gọi là đường chín đoạn, một ranh giới trên biển mà họ dùng để duy trì sự hư cấu về chủ quyền. Yêu sách đó đã bị hầu hết các quốc gia khác trong khu vực tranh chấp. Nhiều nước trong số này còn có yêu sách chồng chéo và cạnh tranh không chỉ với Trung Quốc, mà còn cả với nhau. Một tòa án quốc tế đã bác bỏ phần lớn yêu sách của Trung Quốc vào năm 2016. Bắc Kinh đòi chọn Biển Đông. Mỹ công khai thách thức với chiến lược lâu dài là củng cố quyền kiểm soát trên Biển Đông. Trung Quốc đã cho bồi đắp các đảo nhân tạo, chủ yếu nằm ở các khu vực có các mỏ dầu khí đầy hứa hẹn ở vùng phía Nam Biển Đông và xung quanh quần đảo Trường Sa, vốn đang bị tranh chấp giữa một số quốc gia. Có 7 hòn đảo nhân tạo đã hoàn thành, tất cả đều được quân sự hóa, một số có sân bay, và không ai nghĩ Bắc Kinh sẽ dừng lại ở đó. Đối với Hoa Kỳ, ở những vùng biển châu Á, trong đó có Biển Đông, giá trị tối quan trọng cần bảo vệ là quyền tự do hàng hải. Trung Quốc tin chắc rằng theo thời gian, Mỹ sẽ nhân nhượng thay vì đối đầu, nhưng Hoa Kỳ đã cho thấy rõ ý định khi càng lúc càng tăng số lượng các cuộc tuần tra tự do hàng hải. Trung Quốc đã phản đối các hoạt động của Hoa Kỳ và đôi khi cử tàu của họ ra thách thức chiến hạm Mỹ. Cho đến nay, hai bên vẫn giữ bình tĩnh và không có sự cố lớn nào xảy ra. Thế nhưng cả hai nước đều có các kế hoạch chiến tranh được diễn tập kỹ lưỡng trong trường hợp có xung đột thực sự nổ ra trên Biển Đông. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Nước lũ tràn qua chân núi Himalaya ở miền Tây Trung Quốc đã cuốn trôi các cây cầu, nhà cửa và sườn đồi thành dòng nước lũ màu nâu cuồn cuộn, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và 166 người mất tích hôm thứ Năm khi mưa lớn trên nhiều vùng của Trung Quốc. Lũ lụt ở phía Tây Tứ Xuyên là tồi tệ nhất trong hơn 60 năm qua đối với một số khu vực, với hơn 220.000 người buộc phải sơ tán. Theo số liệu từ Bộ Nội vụ và Tân Hoa xã, trên toàn quốc, ít nhất 46 người đã chết vì thời tiết khắc nghiệt kể từ Chủ nhật. Hàng ngàn ngôi nhà đã bị phá hủy hoặc hư hại và giao thông vận tải gần như bị đình trệ ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều người thương vong ở Tứ Xuyên là do một vụ lở đất lớn xảy ra ở một khu nghỉ mát tuyệt đẹp bên ngoài thành phố Đô Giang Yển, khiến 18 người thiệt mạng và 107 người mất tích. Một người sống sót nói với Tân Hoa xã rằng toàn bộ sườn đồi đổ sập xuống các cụm nhà nghỉ dưỡng, nơi cư dân thành phố tránh cái nóng mùa hè. Tiếng ồn giống như sấm sét và kéo dài trong 2 hoặc 3 phút. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là tôi sẽ bị chôn vùi, Cao Tuyển Thạch, 47 tuổi, nói. Ông cho biết đường dây điện thoại bị cắt, vì vậy dân làng phải đi bộ đến cấp văn phòng chính quyền gần đó để kêu cứu. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy một thung lũng đầy bùn và đá, chỉ có ngọn cây thò ra ngoài. Những người cứu hộ ướt xuống đội mũ bảo hiểm và áo phao, làm việc chủ yếu bằng các dụng cụ cầm tay để tránh làm hại bất kỳ người sống sót nào còn bị mắc kẹt bên dưới. Tân Hoa xã cho biết tổng cộng có 352 khách du lịch đã được giải cứu khỏi khu vực vào tối thứ Tư. Tổng cục Dân sự tỉnh Tứ Xuyên cho biết có ít nhất 31 người chết và 166 người mất tích. Tân Hoa xã cho biết một trận lở đất khác ở quận A3 của Tứ Xuyên đã khiến 3 người thiệt mạng và 12 người khác mất tích. Lở bùn và lũ lụt thường xảy ra ở các vùng núi của Trung Quốc, giết chết hàng trăm người mỗi năm, nhưng ở một số khu vực, lũ lụt hiện nay đã là tồi tệ nhất trong nửa thế kỷ. Các báo cáo cho biết lượng mưa 394mm đổ xuống Đô Giang Yển trong hơn 40 giờ bắt đầu từ thứ Hai, là lượng mưa lớn nhất kể từ khi hồ sơ bắt đầu được lưu giữ vào năm 1954. Cũng ở phía Tây, hơn 2.000 người đã được giải cứu sau khi bị mắc kẹt vài giờ hôm thứ Tư. Trong một đường hầm đường cao tốc giữa Đô Giang Yển và Vấn Xuyên, tâm trấn của trận động đất ở Tứ Xuyên cách đây 15 năm, khiến 90.000 người thiệt mạng hoặc mất tích. Các cây cầu đã bị đóng cửa và dịch vụ xe lửa bị đình chỉ ở một số nơi trong tỉnh. Tại quận Bắc Xuyên gần đó, lũ lụt đã phá hủy các tòa nhà và phá hủy các vật trưng bày tại đài tưởng niệm các nạn nhân động đất. Lũ lụt cũng khiến một cây cầu gần 60 năm tuổi ở một quận lân cận bị sập, khiến 6 phương tiện lao xuống dòng lũ dữ và khiến 12 người mất tích. Khu vực này nằm ở chân đồi của cao nguyên Tây Tạng, nơi có những ngọn núi nhô cao từ lưu vực Tứ Xuyên đông dân cư. Các dòng sông chảy xiết nhanh chóng tràn bờ, gây ngập lụt nhiều thị trấn và một số khu vực của thủ phủ Thành Đô, nơi nước dâng đến tầng 2 và ngập đầu ô tô. Ở Thành Đô, những cây cầu đá và những ngôi nhà gạch dọc theo bờ sông đã bị cuốn trôi, trong đó có một chiếc mà người dân đang trú ẩn, trong khi những chiếc khác đổ sập xuống đất bão hòa vốn đã nứt toác do trận động đất 8,9 độ Richter năm 2008. Ở phía bắc tỉnh Sơn Tây, ít nhất 12 công nhân đã thiệt mạng hôm thứ Ba khi một trận mưa bão dữ dội gây ra sự sụp đổ của một phân xưởng khai thác than dở dang mà họ đang xây dựng. 3 người khác chết đuối trong một chiếc ô tô ở tỉnh Hà Bắc bên ngoài thủ đô, trong khi thêm 11 người được báo cáo đã chết hoặc mất tích ở tỉnh Vân Nam, Bắc Kinh, Nội Mông và tỉnh Cam Túc. Thưa quý vị, theo tin tức của Đài Tiếng Nói Trung Quốc, trong những ngày qua, mưa lớn đã đổ xuống nhiều nơi ở Liêu Ninh, đặc biệt là khu vực Phủ Thuận, nơi có lượng mưa lớn nhất kể từ khi có hồ sơ thủy văn. Tính đến thời điểm hiện tại, trận lũ lụt thảm khốc ở Phủ Thuận đã khiến 54 người chết và 97 người mất tích. Sau trận lụt, giao thông, cung cấp điện và thông tin liên lạc giữa các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề như Nam Khẩu Tiền và Hồng Đầu Sơn bị gián đoạn, hơn 10 ngôi làng bị ảnh hưởng nghiêm trọng đã trở thành những hòn đảo bị cô lập. Phóng viên của chúng tôi đã đến thăm làng Hải Dương, thị trấn Nam Khẩu Tiền, huyện Thanh Viễn, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, và trở thành nhóm phóng viên truyền thông đầu tiên vào làng Gudao sau trận lụt. Thị trấn Nam Khẩu Khiêm, huyện Thanh Viễn, Phủ Thuận là khu vực bị ngập lụt nghiêm trọng nhất ở Liêu Ninh, và làng Hải Dương từng bị lũ lụt bao vây và trở thành một hòn đảo bị cô lập. ban đầu chỉ mất 20 phút lái xe từ đường cao tốc thị trấn Nam Khẩu Khiêm đến làng Hải Dương, nhưng con đường ngập nước vẫn chưa được thông xe hoàn toàn nên phóng viên phải đến huyện Thanh Viễn qua đường cao tốc Thẩm Dương - Cát Lâm, sau đó quay trở lại làng Hải Dương. Đường mới được thông qua hôm qua, hố sâu và phù sa khiến xe buýt di chuyển nặng nề khó khăn. Làng Hải Dương bị chia cắt thành hai phía Nam và Bắc bởi sông Hải Dương, và phần thấp hơn phía Nam là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ở lối vào làng, một người phụ nữ trung niên với vẻ mặt mệt mỏi, cô ấy tên là Chu Kinh Lan. Cô ấy vừa chi 130.000 nhân dân tệ để xây một ngôi nhà mới, từ việc sở hữu một ngôi nhà mới trở thành vô gia cư. Chu Kinh Lan, một người dân ở làng Hải Dương, muốn khóc nhưng không khóc nổi. Chu Kinh Lan cho biết, tôi vừa xây một ngôi nhà mới vừa trang trí xong. Họ gọi tôi đến nhận nhà và tôi đã ra ngoài. Nước tràn vào nhà, gỗ rơi xuống nước, tôi vẫn chưa dọn vào ở. Tôi chưa sống trong đó, tôi sống trong một nhà kho. Bao nhiêu tiền tôi đã gom góp để xây dựng ngôi nhà này. Nó có giá trị 130.000 nhân dân tệ. Tất cả đều do tôi tiết kiệm trong 20 năm qua. Giờ lũ đã rút, chỉ còn cây cầu gãy trên sông khiến người ta nhớ lại trận lũ dữ ở đây mấy ngày trước. Theo chân người dân xách nước suối, bánh quy, thịt nguội lội qua sông. Ở bờ Nam sông thấy Tôn Trung Văn, giám đốc điện ảnh của Liên hoan phim Nam Trung Quốc, đang phân phát cẩn thận từng món đồ cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng. Sau trận lụt, nước sinh hoạt của hơn 100 hộ gia đình ở phía Nam làng Hải Dương vẫn là một vấn đề lớn. Một người dân cho biết, từ khi bị cắt nước, gia đình họ không nhóm lửa đun nấu vì không có nước. Có thể nhìn thấy những ngôi nhà và cây trồng bị cuốn trôi và sụp đổ ở khắp mọi nơi trong làng. Và sân của mỗi hộ gia đình đều bị bao phủ bởi một lớp bùn dày. Các chiến sĩ cảnh sát vũ trang của Quân đội Giải phóng Nhân dân đã trở thành nhóm người bận rộn nhất trong làng, dọn sạch phù sa trong sân, sửa chữa những con đường bị nước làm hỏng, mang lương thực và thuốc men. Vương Tiên Minh, phó đội trưởng đội cảnh sát vũ trang Fusion cho biết, công việc hiện tại của chúng tôi chủ yếu là đi đến các làng khác nhau, giúp họ cung cấp thức ăn và nước uống và tổ chức cứu hộ y tế. Thứ hai là ổn định quần chúng, hỗ trợ tìm kiếm và giải cứu những người mất tích và làm một số công việc của chúng tôi sau đó. Lý Hồng Kỳ, tham mưu trưởng đội cứu hỏa Công an tỉnh Liêu Ninh, người đã tham gia cứu trợ lũ lụt ở thị trấn Hồng Đầu Sơn, huyện Thanh Viễn, Phủ Thuận, đã giới thiệu tình hình mới nhất ở một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề khác. Lý Hồng Kỳ cho biết, chúng tôi đang ở quận Tân Thành, núi Hồng Đô của huyện Thanh Viễn. Đội cứu hỏa của tỉnh chúng tôi đã triển khai 613 cán bộ và binh sĩ và 107 phương tiện cứu hộ. Nhiệm vụ chính đầu tiên là nạo vét. Các sĩ quan và binh sĩ của chúng tôi từ ngày hôm kia đến hôm qua đã khơi thông hơn 10.000 mét khối phù sa. Thứ hai là giao nước cho người dân. Chúng tôi đã điều động 34 xe cứu hỏa đến giao nước cho người dân tại 24 điểm cấp nước. Lũy kế lượng nước giao nhận đã lên đến hơn 1.600 tấn. Thứ ba là chúng tôi triển khai 2 nhân viên giám sát phòng cháy chữa cháy ở mỗi khu trong số 7 khu tái định cư của các nạn nhân, phân phát một số bình chữa cháy, treo một số khẩu hiệu gợi ý và làm tốt công tác huấn luyện kiến thức cơ bản về an toàn phòng cháy chữa cháy cho các nạn nhân. Thứ tư, chúng tôi cũng cử một số lực lượng công an hỗ trợ ngành điện lực, căng cáp tạm và cấp điện trở lại. Đây là thảm họa lở đất lớn nhất với số người thương vong và thiệt hại nặng nề nhất ở Trung Quốc. Kính thưa quý vị, một vụ lở đất ở huyện Chu Cử, tỉnh Cam Túc đã giết chết 1.765 người. Lưu vực sông Bạch Long, nơi có huyện Chu Cử ở tỉnh Cam Túc trong lịch sử, là một khu vực dễ xảy ra thảm họa địa chất. Từ huyện Chu Cử đến hạ lưu có 13 vụ lở đất và 12 rãnh dòng chảy bùn đá dọc theo sông Bạch Long, chỉ cách đó 17 km. Một số vụ lở đất này nổi tiếng khắp cả nước, chẳng hạn như vụ lở đất Tạ Liên Bộ, cách huyện Chu Cử 5,5 km về phía hạ lưu, đã trượt nhiều lần trong lịch sử, với thể tích khối tối đa hơn 60 triệu mét khối. Sông Bạch Long tạo thành hồ chắn nước ngập, nhấn chìm một phần quận Chu Cử. Vào tối ngày thứ Bảy, lượng mưa phân bố cực kỳ không đồng đều đã xảy ra ở quận tự trị Tây Tạng Ganan, tỉnh Cam Túc. Và khoảng 22 giờ đêm hôm đó, có một trận mưa lớn bất ngờ ở thung lũng Sơn Yến ở phía bắc huyện Chu Cử và những ngọn núi ở Thượng Lưu, Lạc Giang Ngư. Lượng mưa lên tới hơn 80 mm trong vòng 1 giờ và thỉnh thoảng có sấm sét. Nhưng người dân ở đây không biết rằng một trận lở đất khổng lồ đang hình thành ở vùng núi phía Bắc. Khoảng 0 giờ ngày Chủ nhật, từ trên núi phát ra tiếng ầm ầm kỳ lạ, càng lúc càng gần, mặt đất và nhà cửa cũng rung chuyển. Lý Nguyên Tân, người đang tận hưởng không khí mát mẻ ở quảng trường Xuân Giang trong quận, đang muốn về nhà thì đột nhiên có một tia chớp lóe lên. Ngay lúc đó anh nhìn thấy bùn giống như khói đen cao hơn chục mét từ trên cao đổ xuống. và tiếng đá lăn xuống như sấm. Một số người xem náo nhiệt trên nóc tòa nhà bị gió thổi bay do sóng lớn sạt lở đất từ thung lũng Sơn Yến và Lạc Giang Ngư ở phía bắc huyện Chu Cừ cuốn trôi và chôn vùi làng Sơn Yến, làng Nhạc Viên, làng Trung Trang và một phần của huyện Chu Cừ, gây ra thảm họa thiên nhiên với 1.756 người chết và mất tích. Dòng mảnh vụn tích tụ hơn 1,8 triệu mét khối và phần đầu của dòng mảnh vụn đổ vào sông Bạch Long, tạo thành hồ chắn khiến mực nước dâng cao nhanh chóng và một khu vực rộng lớn của quận Chu Cừ lại bị ngập lụt. Tam Yến Dục và Lạc Giang Ngư đều là mương lở đất và lở đất đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử. Toàn bộ quận Chu Cừ thực tế được xây dựng trên một cơ thể hình quạt được hình thành bởi sự tích tụ của các vụ lở đất trong một thời gian dài. Trước đó, dự án kiểm soát dòng chảy mảnh vỡ được triển khai ở thung lũng Sơn Yến, nhưng do thiếu kinh phí theo dõi và các lý do khác, dự án kiểm soát không được hoàn thành theo kế hoạch. Sau đó mở rộng đô thị, một số lượng lớn các tòa nhà ở quận Chu Cừ và các ngôi làng và thị trấn lân cận được xây dựng ở thung lũng Sơn Yến. Ngoài ra, từ khi bắt đầu mưa lớn đến khi xảy ra sạt lở đất mất khoảng 2 giờ, nhưng dự báo và cảnh báo không được đưa ra kịp thời. Điều này càng làm trầm trọng thêm thiệt hại của lở đất. Theo ghi chép trong hồ sơ của Thủy Văn cho biết, núi Chu Cừ được bao phủ bởi núi, và tất cả các ngọn núi đều xanh. Dân làng địa phương kể lại rằng có rất nhiều cây lớn trên các ngọn núi xung quanh huyện Chu Cừ. Một người khó có thể ôm được. Các hoạt động của con người như phá rừng và canh tác quá mức trong những thập kỷ gần đây đã biến khu rừng nguyên sinh thành những ngọn đồi và dạng núi cằn cỗi, xói mòn đất ngày càng gia tăng, làm tăng đáng kể tần suất và cường độ của các thảm họa địa chất như lở đất. Tại thung lũng Khuất Tam Nghiên đã xảy ra 11 trận lở bùn lớn trong vòng 30 năm qua và 6 đợt bùng phát dịch bệnh trong vòng 50 năm qua với quy mô ngày càng lớn và thiệt hại cũng ngày càng lớn. Mưa lớn hoành hành ở Quảng Tây khiến 26 người chết, 10 người mất tích, hơn 1,25 triệu người bị ảnh hưởng, 75 dòng sông vượt báo động. Do ảnh hưởng của lượng mưa lớn liên tục, Quảng Tây đã hứng chịu lũ lụt trên diện rộng kể từ ngày đầu tháng. Mực nước của 75 con sông trong lãnh thổ vượt quá mức cảnh báo và gần 50 quận trong 12 thành phố bị lũ lụt. Đợt mưa lớn này đã khiến 1.251.200 người ở Quảng Tây bị ảnh hưởng, 101.600 người phải di rời khẩn cấp, 26 người chết và 10 người mất tích, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới gần 3,4 tỷ nhân dân tệ. Cục Thủy văn và Tài nguyên nước Quảng Tây đã thông báo vào ngày hôm qua rằng kể từ ngày đầu tháng này, Quảng Tây đã trải qua những trận mưa lớn liên tục và lượng mưa chủ yếu tập trung ở Quế Lâm, Liễu Châu, Hà Trì, Ngô Châu, Quý Quảng, Hà Châu, Phòng Thành Cương và các thành phố khác. Rong Giang, Lạc Thanh Giang, Quý Giang có 114 trạm giám sát chế độ nước ở 75 con sông, bao gồm sông Tương Giang, sông Tiền Giang và sông Tân Giang đã trải qua lũ vượt cảnh báo, với mực nước vượt cảnh báo tối đa lên tới 6,93 m. Trong số đó, sông Vạn Tượng, một nhánh của sông Tương Giang đã trải qua trận lũ lớn nhất kể từ khi hồ sơ thủy văn được xây dựng, xảy ra một lần trong hơn 60 năm. Đoạn sông Quận Dương Sóc của sông Quý Giang và sông Lương Phong, một nhánh của sông Quý Giang cũng phải trải qua trận lụt lớn nhất kể từ khi hồ sơ thủy văn được xây dựng. Vào lúc 15 giờ ngày hôm qua, Cục Thủy văn và Tài nguyên nước Quảng Tây tiếp tục đưa ra cảnh báo lũ lụt màu da cam, yêu cầu Quế Lâm, Liễu Châu, Hà Trì, Lai Bình, Quý Quảng, Hà Châu, Ngô Châu và các thành phố khác chú ý đến những thay đổi về chế độ mưa và nước, tăng cường phòng, tránh nguy hiểm kịp thời. Ủy ban giảm nhẹ thiên tai Quảng Tây và Sở Nội vụ Quảng Tây đã khẩn trương nâng cấp ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai 4 cấp của khu tự trị lên cấp 3 dựa trên tình hình thiên tai trầm trọng hơn hiện nay. Theo thống kê từ Văn phòng Cứu trợ Thiên tai của Sở Dân chính Quảng Tây, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày hôm qua, đợt mưa lớn này đã gây ra lũ lụt ở gần 50 quận trong 12 thành phố của Quảng Tây, 1,2512 triệu người bị ảnh hưởng và 101.600 người phải di rời, tái định cư khẩn cấp. Sạt lở đất, lũ lụt và các thiên tai khí tượng khác làm 26 người chết, 10 người mất tích. Ngoài ra, lượng mưa lớn liên tục cũng khiến 65,42.000 ha cây trồng bị hư hại, 863 hộ gia đình và 2.211 ngôi nhà bị sập. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 3,876 tỷ nhân dân tệ, trong đó thiệt hại về nông nghiệp là 1,904 tỷ nhân dân tệ. Để hỗ trợ công tác cứu trợ vùng thiên tai, Sở Tài chính Quảng Tây và Ban Dân chính Quảng Tây đã khẩn trương phân bổ 26 triệu nhân dân tệ quỹ khẩn cấp cứu trợ thiên tai cho các vùng bị thiên tai nghiêm trọng vào ngày hôm qua. Theo dự báo của Cục Khí tượng Quảng Tây, dạnh áp cao hiện tại đang di chuyển về phía đông và suy yếu. Đường đứt gãy dao động ở khu vực trung tâm Quảng Tây, luồng phản lực Tây Nam được duy trì. Dự kiến từ chiều tối ngày hôm qua đến ngày hôm nay, thời tiết ở Quảng Tây tiếp tục có mưa, mưa vẫn to ở một số khu vực Bắc Hải, Tần Châu, Phòng Thành Cảng, Ngọc Châu, Ngô Châu, Hà Châu và các thành phố khác. Cục Quản lý Khẩn cấp tính đến 10 giờ sáng cùng ngày, đợt mưa bão và lũ lụt hiện tại đã khiến 100.000 người ở Chiết Giang, Phúc Kiến thiệt mạng, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Trùng Khánh và Quý Châu có 6,14 triệu người bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại 60 thành phố, quận và 323 quận, 108 người chết, 47 người mất tích, 408.000 người phải di rời và tái định cư khẩn cấp và 193.000 người dân cần hỗ trợ cuộc sống khẩn cấp. 19.000 ngôi nhà bị sập và 92.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 438,7 nghìn ha, trong đó 62,1 nghìn ha mất mùa, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 25,13 tỷ nhân dân tệ. Tại hội nghị điều động cứu hộ khẩn cấp phòng chống lũ lụt và chống lũ lụt Hoàng Minh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quốc phòng kiêm Bí thư Đảng ủy Cục Quản lý Khẩn cấp đã tổ chức cho người đứng đầu các đơn vị liên quan phân tích và đánh giá hiện tại điều kiện mưa và nước, điều kiện lũ lụt và thiên tai và 11 tỉnh bao gồm Quý Châu và Quảng Tây. Ban quản lý khẩn cấp của các tỉnh, khu vực và thành phố trực thuộc Trung ương và lực lượng cứu hỏa đã kết nối video và triển khai lại công tác phòng chống lũ lụt và cứu nạn hiện tại. Theo tham vấn và nhận định, 3 ngày qua, vùng mưa tập trung chủ yếu ở Quý Châu, phía Tây Nam Trung Quốc, khu vực Trung và Hạ lưu sông Dương Tử. Từ 5 ngày tới, vành đai mưa sẽ di chuyển từ lưu vực sông Dương Tử đến Trung Nam và Nam Giang Nam. Và khu vực mưa chủ yếu nằm ở phía nam sông Dương Tử. Ngập úng cục bộ và thiên tai lũ lụt trên núi có nhiều khả năng xảy ra ở Nam Quý Châu và Nam Tứ Xuyên trong hôm nay và ngày mai, đồng thời nguy cơ xảy ra thiên tai lũ lụt và mưa lớn ở Trung và lưu sông Dương Tử và Nam Trung Quốc vào tuần tới là rất cao. Do ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn gần đây, các con sông như Lưu Giang và Quý Giang ở Quảng Tây, Tương Giang ở Hồ Nam và sông Lệ An ở Giang Tây có thể bị lũ lụt vượt mức cảnh báo và một số sông vừa và nhỏ có thể bị lũ lụt vượt cảnh báo an toàn. Hiện hầu hết các sông có mực nước vượt mức cảnh báo sớm đã trút xuống dưới mực nước cảnh báo. Theo yêu cầu, tất cả các địa phương cần hoàn thiện và thực hiện các phương pháp cảnh báo, tuyến di chuyển và vị trí tránh thiên tai và có các biện pháp di chuyển và tránh toàn diện cho các nhóm đặc biệt như người già và trẻ em không bị bỏ lại phía sau, thực hiện một hệ thống tư vấn hàng ngày và theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết. Các vùng bị thiên tai trong giai đoạn đầu cần tăng cường điều tra, giám sát, kiểm tra nguy cơ tiềm ẩn. Ngành thủy lợi tăng cường các biện pháp như phòng chống lũ sông, hồ chứa nguy hiểm, quan trắc cảnh báo sớm chế độ nước, phòng ngừa thiên tai lũ lụt trên núi và điều phối dự án tiết kiệm nước. Bộ phận quản lý khẩn cấp cần làm tốt công tác cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai. Sở Phát triển Nông thôn tăng cường kiểm tra các khu nhà nguy hiểm. Sở Giao thông Vận tải tăng cường giám sát, cảnh báo sớm các cầu, hầm, cống để có biện pháp kiểm soát giao thông. Các sở địa lực, chính quyền thành phố phải có phương án khống chế, cải thiện tình trạng ngập úng đô thị, tiêu úng và cơ chế phối hợp phòng và chống. Phải phát huy cao độ vai trò của lực lượng đặc công quân giải phóng nhân dân, công an vũ trang, dự bị động viên, làm tốt công tác chỉ đạo kỹ thuật, bảo đảm hậu cần, lãnh đạo và nhân viên thực hiện trực nghiêm túc 24/24 giờ và bất kỳ lũ lụt hoặc thiên tai nào phải được báo cáo càng sớm càng tốt. Được biết, từ hơn 20 ngày qua, lực lượng cứu nạn cứu hộ phòng cháy chữa cháy cả nước đã tham gia hơn 900 lượt phòng chống lụt bão, điều động hơn 9.400 lượt chỉ huy chiến sĩ, điều động hơn 1.100 tàu thuyền, cứu được 5.060 người bị mắc kẹt và sơ tán những người bị mắc kẹt. Có 14.542 người bị mất trắng nhà cửa và tài sản, 1,166 tỷ nhân dân tệ tài sản được giải cứu và 1,191 tỷ nhân dân tệ tài sản được bảo vệ. Kính thưa quý vị, một thảm họa lở đất hiếm gặp do vỡ đập chứa chất thải mỏ. Hôm thứ Tư vừa qua, có 231 người chết trong trận lở đất ở khu khai thác Đại Sơn, thị trấn Đào Tư, huyện Tương Phần, tỉnh Sơn Tây. Có một mỏ sắt Đại Sơn ở thị trấn Đào Tư, huyện Tương Phần, tỉnh Sơn Tây được một công ty nhà nước khai thác vào khoảng năm 1970. Mỏ này bị đóng cửa vào năm 2005, sau đó một công ty tư nhân đã mua mỏ này và tiếp tục khai thác. Xỉ thải do quá trình đầm quặng tạo ra được chất thành đống trong ao chứa chất thải bị chặn bởi con đập. Sau khi mỏ sắt Đại Sơn ban đầu bị đóng cửa, ao chứa chất thải quặng đuôi cũng bị bỏ hoang và chứa đầy các thải khô. sau khi các công ty sau này tiếp quản, họ đào cắt quặng đuôi khô ban đầu trong ao chứa chất thải và bắt đầu chất đống xỉ quặng đuôi mới trong ao, và nước được bơm ra khỏi mỏ cũng được thải vào ao. Gò quặng đuôi này cao 20 m, có sức chứa 180.000 mét khối, cách gò khoảng 1 km, là khu chợ trong khu khai thác, có sức chứa hàng nghìn người. Mỗi ngày công nhân và người nhà của khu khai thác chính cũng như dân làng xung quanh đến đây để đi chợ. Khu chợ được bao quanh bởi những ngôi nhà một tầng hình tròn, nơi những người thợ mỏ và gia đình của họ sinh sống. Bên dưới khu chợ không xa là làng Vận Hòa. Do đập chứa chất thải đã lâu không được sửa chữa nên khi một lượng lớn xỉ thải và nước được bơm vào sẽ có nguy cơ vỡ đập rất lớn. Trên thực tế, sự an toàn của bể chứa chất thải cũng đã được thảo luận tại cuộc họp cấp cao của mỏ, nhưng không có biện pháp phòng ngừa nào được thực hiện. Vài ngày trước khi vụ việc xảy ra, dân làng đã phát hiện ra những vết rò rỉ nước nhỏ trên thân đập của đập chứa chất thải. Mặc dù ngay từ đầu vụ việc đã có báo cáo rằng dòng chảy mảnh vụn xảy ra do mưa lớn, nhưng theo thông tin do Cục Khí tượng tỉnh Sơn Tây đưa ra, trong 9 ngày trước khi vụ việc xảy ra, trong 24 giờ có mưa phùn với lượng mưa 1,5 mm trong khu vực địa phương. Ngày hôm đó tình cờ là ngày họp chợ của khu chợ ở khu vực khai thác mỏ Đại Sơn nên nhiều người đến chợ hơn bình thường. Khoảng 7 giờ 50 phút sáng, đập chứa quặng đuôi bất ngờ bị sập. Một lượng lớn bùn cát chứa đầy nước trong ao chứa quặng đuôi ập xuống như rồng phá lồng, tạo thành vành đai sạt lở rộng khoảng 600 mm, tạo thành 3 hàng dài cả cây số. Khu chợ và các tòa nhà xung quanh bị cuốn trôi và chôn vùi ngay lập tức. Nhiều ngôi nhà ở các ngôi làng phía hạ lưu cũng bị phá hủy. Hôm nay là ngày mỏ trả lương, khoảng 60 công nhân đã đến công ty cạnh chợ từ sáng sớm. Nhân viên Liu He vừa ngồi xuống tầng 1 của tòa nhà văn phòng thì nghe thấy một tiếng bùm. Ngôi nhà rung chuyển và nước bùn bắn tung tóe lên người. Sau đó anh nhớ lại, trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi đã bị ném ra ngoài và bất tỉnh. Trên thực tế, toàn bộ tòa nhà văn phòng đã bị cuốn đi gần 100 mét bởi trận lở đất dữ dội. Người dân làng Tô Kiến Phong cho biết mọi người tại hiện trường không có thời gian để chạy hay thậm chí la hét. Toàn bộ quá trình có lẽ chỉ mất chưa đầy 1 phút. Hai tòa nhà đã biến mất và khu chợ sôi động vừa rồi cũng biến mất. Là một tài xế xe tải như thường lệ sáng sớm hôm đó đến chợ gom hàng nhưng cũng bị vùi lấp dưới dòng bùn đặc quánh. Sau đó, Cục Quản lý An toàn Lao động Nhà nước thông báo rằng giấy phép sản xuất an toàn của công ty khai thác đã bị thu hồi từ tháng 4 năm 2006 và giấy phép khai thác hết hạn từ tháng 8 năm 2007. Vì vậy, công ty này là một doanh nghiệp bất hợp pháp. Tuy nhiên, những doanh nghiệp bất hợp pháp như vậy có thể tạo ra những thảm họa tiềm tàng to lớn trong khi tiếp tục sản xuất. Điều này không thể không gây ra những suy nghĩ sâu sắc. Điều đáng chú ý là mối nguy hiểm của các ao chứa chất thải được xếp hạng thứ 18 trong bảng xếp hạng tai nạn thảm họa quốc tế. Chất thải tích lũy trong các mỏ khác nhau ở Trung Quốc đã vượt quá 7 tỷ tấn và con số này vẫn đang tăng hơn 300 triệu tấn mỗi năm. Mưa lớn đã ảnh hưởng đến trung và lưu sông Dương Tử kể từ hôm thứ Hai, dự kiến sẽ kéo dài khoảng 1 tuần. Trung tâm Khí tượng Quốc gia hôm thứ Ba cảnh báo rằng mưa lớn sẽ ảnh hưởng đến 14 khu vực, bao gồm phía nam tỉnh An Huy, phía đông nam tỉnh Giang Tô và các khu vực khác giáp với Dương Tử, với lượng mưa dự kiến từ 150 đến 200 mm. Vào thứ Ba và thứ Tư, nhiều khu vực sẽ bị ảnh hưởng vào cuối tuần. Từ chiều muộn ngày thứ Hai, mưa đã gây thiệt hại ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, đặc biệt ảnh hưởng đến người dân ở phía bắc thành phố, nơi nhiều đường phố bị ngập lụt. Một phụ nữ 63 tuổi đã chết đuối ở quận Dư Hàng của thành phố hôm thứ Hai khi bà lái xe 3 bánh ở vùng nước sâu dưới một cây cầu. Thi thể của bà được tìm thấy sau 20 phút tìm kiếm. Dư Siêu, phát ngôn viên của trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán Hàng Châu cho biết đây là trận mưa lớn nhất mà Hàng Châu từng chứng kiến trong những năm gần đây. Mực nước trung bình giảm 10 cm trước khi mưa. Chúng tôi bắt đầu rút nước từ các con sông trong thành phố vào trưa thứ Hai. Tuy nhiên, lượng mưa vượt quá mong đợi của chúng tôi, Dư cho biết hôm thứ Ba. Yu nói thêm rằng các công nhân sẽ kiểm tra lại hệ thống thoát nước và tiếp tục bơm nước từ các con sông. Sáng thứ Ba, mưa chuyển từ tỉnh Chiết Giang sang Giang Tô, ảnh hưởng đến các thành phố Nam Kinh, Dương Châu, Trấn Giang và Nam Thông. Đến trưa, lượng mưa từ 100 đến 150 mm đã đổ xuống một số khu vực của Giang Tô. Một báo động đỏ mức cao nhất trong mưa lớn đã được đưa ra ở Nam Kinh và Dương Châu. Hôm thứ Hai, Cục Khí tượng Giang Tô đã cảnh báo người dân về khả năng có mưa liên tục trong tuần tới. Thông tin mới nhất về các điều kiện trên toàn tỉnh sẽ được báo cáo cho các bộ phận liên quan 3 giờ một lần. với các cảnh báo cho người dân được gửi qua tin nhắn, nền tảng trực tuyến và các phương thức khác. Hơn 60 thành phố và khu vực ở tỉnh An Huy cũng bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn. Thái Hồ và Đồng Thành đã đưa ra cảnh báo đỏ. Lượng mưa vượt có 100 mm tại hơn 200 ngôi làng. Mưa lớn và sấm sét cũng được báo cáo ở một số khu vực của Thượng Hải. Mưa lớn dự kiến sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở Thượng Hải vào buổi tối. Phúc Nghị, giám đốc dịch vụ của Cục Khí tượng Thượng Hải cho biết, Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, đã chứng kiến lượng mưa lớn vào Chủ nhật và đang chuẩn bị cho lượng mưa lớn hơn trong tuần này. Vào tháng trước, chính quyền thành phố đã phê duyệt kế hoạch 3 năm để xây dựng các công trình thoát nước ở trung tâm Vũ Hán. Thành phố sẽ đầu tư gần 15 tỷ nhân dân tệ để cải thiện hệ thống thoát nước vào năm ngoái. Những trận mưa như trút nước kể từ hôm thứ Năm đã gây ra nguy cơ lũ lụt ở các sông và hồ ở tỉnh Giang Tây, miền đông Trung Quốc, buộc khoảng 14.000 người phải sơ tán vào thứ Bảy. Trụ sở Kiểm soát lũ lụt và Cứu trợ An Hán tỉnh Giang Tây cho biết hôm thứ Bảy rằng trận mưa lớn đã gây ra thảm họa lũ lụt ở 125 thị trấn thuộc 14 quận và thành phố, ảnh hưởng đến cuộc sống của 235.000 cư dân. 6 thành phố ở Giang Tây đã nhận được lượng mưa trên 250 mm trong 24 giờ trước 7 giờ tối thứ Sáu. Các hồ chứa lớn Vạn An và Jumin của tỉnh đã chứng kiến mực nước vượt ngưỡng nguy hiểm. Quận Poyang nằm cạnh hồ Poyang, hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc, hôm thứ Bảy đã thông báo khởi động hệ thống ứng phó khẩn cấp để ngăn hồ bị ngập khi mưa lớn tiếp tục. Chính quyền tỉnh đã yêu cầu chính quyền địa phương tăng cường tuần tra dọc theo đê và kè sông trong phòng chống lũ lụt. Mưa bão đã tàn phá miền Nam và miền Đông Trung Quốc trong 5 ngày qua, giết chết 16 người ở tỉnh Hồ Nam, chính quyền địa phương cho biết hôm thứ Bảy. Cơ quan phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Hồ Nam cho biết mưa lớn liên tục bắt đầu tấn công tỉnh miền Trung Trung Quốc hôm thứ Hai, làm 16 người thiệt mạng. Tính đến thứ Bảy, mưa bão đã ảnh hưởng đến khoảng 880.000 người, làm sập hơn 2.350 ngôi nhà và buộc 15.500 công dân phải di rời ở Hồ Nam. Mưa lớn cũng đã dẫn đến lũ lụt ở các hồ chứa và sông lớn. Mưa bão đã ảnh hưởng đến khoảng 206.800 người ở tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc. Chính quyền địa phương cho biết hôm thứ Bảy, tính đến 11 giờ tối thứ Sáu, trận mưa lớn bắt đầu từ thứ Ba đã tàn phá 27 huyện ở Giang Tây. Trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán của tỉnh cho biết chính quyền địa phương đã di rời 6.591 cư dân để tránh rủi ro tiềm ẩn. Trận mưa lớn cũng đã làm hư hỏng hoặc phá hủy 232 ngôi nhà và hủy hại 17.170 ha hoa màu, đồng thời khiến mực nước sông, hồ dâng cao và nhiều vụ sạt lở đất. Cơ quan phòng chống lũ lụt ở Giang Tây đã cảnh báo lũ lụt vào thứ Năm do nước sông và hồ dâng cao. Bộ Chỉ huy cũng ra lệnh cho một số hồ chứa trong tỉnh xả nước khi mực nước đã vượt quá hoặc sắp chạm ngưỡng báo động do mưa lớn. Không có thương vong nào được báo cáo do mưa lớn ở Giang Tây, các cơ quan khí tượng đã đưa ra một cảnh báo màu vàng vào Chủ nhật về mưa bão ở miền Nam Trung Quốc sẽ kéo dài từ Chủ nhật đến thứ Hai. Cục Khí tượng Trung Quốc CMA cho biết trong một tuyên bố, một phần của các khu vực cấp tỉnh như Hồ Nam, Giang Tây, Quảng Đông và Quảng Tây sẽ hứng chịu lượng mưa lên tới 250 mm trong khoảng thời gian 24 giờ. Tuyên bố cho biết những cơn gió lớn cũng sẽ tấn công các khu vực của sông Hoàng Hà, Hoài Hà và Dương Tử trong cùng thời gian. Các chuyên gia đang cảnh báo những người dân bị ảnh hưởng cảnh giác với lũ lụt hoặc lở đất có thể xảy ra. Cơ quan khí tượng Trung Quốc sử dụng hệ thống cảnh báo thời tiết được mã hóa bằng 4 màu, trong đó màu đỏ là nghiêm trọng nhất, tiếp theo là cam, vàng và xanh lam. Lũ lụt ở Trung Quốc cũng đã khiến 774 người chết và 120 triệu người bị ảnh hưởng. Theo trang web của Văn phòng Trụ sở Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ An Hán Quốc gia cho biết 31 tỉnh và khu tự trị trên cả nước đã phải hứng chịu các mức độ thiên tai lũ lụt khác nhau và thiên tai lũ lụt nghiêm trọng ở một số khu vực. Thiên tai lũ lụt đã ảnh hưởng đến 120 triệu người, 774 người chết và 374 người mất tích, 234 thành phố trên cấp quận bị ngập lụt và thiệt hại kinh tế trực tiếp do thiên tai lũ lụt là 314,6 tỷ nhân dân tệ. Năm nay, lượng mưa ở Đông Bắc Trung Quốc, hầu hết Bắc Trung Quốc, phía Đông và phía Tây của Tây Bắc Trung Quốc, phía Đông Bắc của Tây Nam Trung Quốc và hầu hết Nam Trung Quốc cao hơn bình thường 15–25% và lượng mưa trung bình ở Hắc Long Giang và lưu vực sông Tống Hoa trong mùa lũ cao hơn bình thường 35–45%. Năm nay sẽ có ít nhất 9 cơn bão liên tiếp đổ bộ vào Trung Quốc. Hơn 400 con sông có lũ trên mực nước cảnh báo, 85 con sông có lũ vượt mức nước đảm bảo và 32 con sông có lũ vượt kỷ lục lịch sử. Lũ lụt lưu vực sông lớn nhất kể từ năm 1984, lượng lưu sông Hun trong lưu vực sông Liêu Hà có lũ lụt 60 năm một lần và sông Bắc Giang trong lưu vực sông Pearl có lũ lụt trong hơn 30 năm. Tất cả 31 tỉnh, khu tự trị trên cả nước đều phải hứng chịu lũ lụt ở các mức độ khác nhau. Lũ lụt trên núi gây lở đất nghiêm trọng ở một số khu vực. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng và xác minh với các ban ngành liên quan, từ đầu năm đến nay cả nước có 120 triệu người bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt, 774 người chết do thiên tai, 374 người mất tích, 530.000 ngôi nhà bị sập, 11.901.000 ha hoa màu bị thiệt hại và 6.623.000 người bị ảnh hưởng, 1.241 hồ chứa, 37.000 con đê, 53.000 kè bờ, 7.187 cửa cống bị hư hại, 234 thành phố trên cấp quận bị ngập lụt và thiệt hại kinh tế trực tiếp do thiên tai lũ lụt là 314,6 tỷ nhân dân tệ. Theo thống kê, tổng số 9,66 triệu người đã tham gia ứng cứu khẩn cấp, 100.000 chuyến tàu cứu hộ, 680.000 chuyến thiết bị vận chuyển, 350.000 chuyến máy móc thiết bị, 99,63 triệu bao dệt được tiêu thụ và 39,78 triệu ha đất canh tác bị thiệt hại. Đã di rời 11,12 triệu người khỏi vùng nguy hiểm, cứu 1,95 triệu người bị lũ lụt, giảm 37,87 triệu người bị thiên tai, tránh thiệt hại 20,29 triệu tấn lương thực, giảm nhẹ thiên tai khoảng 236,2 tỷ đồng nhân dân tệ. Đầu tiên, thiên tai lũ lụt nói chung là nhẹ so với giá trị trung bình kể từ năm 2020. Các chỉ số chính của thiên tai lũ lụt từ đầu năm đến nay là số người bị ảnh hưởng ít hơn 30%, số người chết ít hơn 70%, nhà sập giảm 70%, diện tích hoa màu thiệt hại ít hơn 10%, thiệt hại kinh tế trực tiếp chiếm 10% so với GDP năm trước, nhỏ hơn 0,98%. Thứ hai, thiên tai ở vùng Đông Bắc rất nghiêm trọng. Mùa mưa năm nay ở hầu hết các vùng Đông Bắc Trung Quốc đến sớm, lượng mưa lớn, lũ lụt trên diện rộng, kéo dài và thiên tai lũ lụt nghiêm trọng tại Hắc Long Giang, Cát Lâm, Nội Mông, miền Đông và Liêu Ninh. Tổng cộng 10,3 triệu người bị ảnh hưởng, 136 người chết, 108 người mất tích, 126.000 ngôi nhà bị sập, 3.927.000 ha hoa màu bị ảnh hưởng, 2.619.000 ha bị hư hại và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 59,1 tỷ nhân dân tệ. Trong số đó, thiệt hại do lũ lụt ở lưu vực sông Liêu gấp 3 lần giá trị thiệt hại trung bình hàng năm trong những năm qua và là mức nặng nhất kể từ năm 1998. Lũ quét cục bộ ở Phủ Thuận, Liêu Ninh, Hoa Điếm, Cát Lâm và những nơi khác gây thương vong đặc biệt nặng nề. Thứ ba, thiên tai do bão thường xuyên xảy ra và tái diễn. Năm nay có nhiều bão, gió mạnh, mưa lớn và thiên tai nặng nề tại 12 tỉnh và khu tự trị bao gồm Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và Hải Nam. Tổng số 47,59 triệu người bị ảnh hưởng và 168 người chết, 63 người thiệt mạng hoặc mất tích. 78.000 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 125 tỷ nhân dân tệ. Trong đó, siêu bão số 2, siêu bão số 3 và siêu bão số 5 đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Thứ tư, các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất tương đối tập trung. Ngoài vùng Đông Bắc, thiệt hại kinh tế trực tiếp do thiên tai lũ lụt gây ra ở 6 tỉnh gồm Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông, Tứ Xuyên, Thiểm Tây và Cam Túc lên tới 197,7 tỷ nhân dân tệ, chiếm khoảng 63% tổng thiệt hại toàn quốc và 544 người thiệt mạng hoặc mất tích, chiếm khoảng một nửa tổng số toàn quốc. Trong đó, các tỉnh Tứ Xuyên và Quảng Đông chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, số người chết và mất tích chiếm 40% tổng số toàn quốc, thiệt hại kinh tế trực tiếp chiếm 30% tổng số toàn quốc. Thứ năm, tỷ lệ tử vong do lũ sông vừa và nhỏ và thiên tai lũ lụt trên núi cao. Lũ lụt và lũ lụt trên các sông vừa và nhỏ do mưa lớn cục bộ đã giết chết 560 người, chiếm 72% tổng số người chết trong thiên tai lũ lụt và là nguyên nhân chính gây ra cái chết do lũ lụt. Trong số đó, số người chết và mất tích do lũ sông vừa và nhỏ và thiên tai lũ lụt ở tỉnh Tứ Xuyên chiếm 90% tổng số người chết và mất tích trong tỉnh, làm 45 người chết và 116 người mất tích. Mưa lớn và lũ quét ở Phủ Thuận và những nơi khác ở tỉnh Liêu Ninh hồi giữa tháng 8 khiến 77 người chết và 87 người mất tích. Mưa lớn liên tục ở thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây đã gây lũ lụt và sập nhà trong hang khiến 42 người thiệt. Theo mạng tin tức của CCTV, tuần qua hầu hết vùng Đông Bắc Trung Quốc đã có mưa và mưa lớn, ở một số khu vực đã gây ra lũ lụt và các thảm họa khác. tính đến 16 giờ ngày hôm qua, 3,973 triệu người tại 115 quận huyện và thành phố thuộc các tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang đã bị ảnh hưởng, 95 người chết, 125 người mất tích, 390.000 người phải di rời khẩn cấp và hơn 62.000 ngôi nhà bị sập và hư hại nghiêm trọng. Diện tích cây trồng bị thiệt hại là 798,2 nghìn ha, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 17,41 tỷ nhân dân tệ. Sau lũ lụt, Trung ương Đảng và Hội đồng Nhà nước rất quan tâm đến tình hình thiên tai tại đây. Ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương đã có những chỉ đạo quan trọng, chỉ rõ mặc dù mùa lũ chính vụ hiện nay mới bắt đầu, nhưng tình hình lũ ở 3 tỉnh Đông Bắc Bộ xảy ra rất nghiêm trọng. Trước mắt là phải dốc toàn lực tìm kiếm, cứu nạn những người mất tích, kịp thời tổ chức đưa dân vùng lũ bị uy hiếp đến nơi tránh an toàn. Sắp xếp ổn định đời sống nhân dân vùng bị lũ lụt. Lý Khắc Cường, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị của Ủy ban Trung ương CPC và Thủ tướng của Quốc vụ Viện đã ban hành một chỉ thị yêu cầu Hội đồng Quốc phòng và các ban ngành liên quan hướng dẫn và tích cực giúp đỡ các địa phương tăng cường hơn nữa công tác cứu trợ thiên tai, nỗ lực hết mình để tìm kiếm, cứu nạn những người mất tích, kịp thời chuyển người dân ra khỏi vùng bị đe dọa, tái định cư hợp lý người dân vùng bị thiên tai và những người có liên quan. Theo chỉ thị của Tập Cận Bình và yêu cầu của Lý Khắc Cường, Quốc vụ Viện đã khẩn trương cử Thứ trưởng Bộ Dân chính Tưởng Lệ làm trưởng đoàn cùng các đồng chí từ Bộ Tài nguyên nước, Ủy ban Cải cách và Phát triển, Bộ Tài chính, Bộ Đất đai và Tài nguyên, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình và các bộ phận liên quan khác làm việc trong Quốc vụ Viện. Trụ sở Phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán quốc gia cũng đã cử một số nhóm công tác và nhóm chuyên gia đến khu vực sông Nội Giang, sông Tùng Hoa và sông Hắc Long Giang để kiểm tra, đồng thời chỉ đạo tuyến trước phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cấp phát vật tư hỗ trợ kịp thời. Số liệu mới nhất từ chính quyền Quảng Đông, Trung Quốc cho thấy số người chết vì những trận mưa xối xả gần đây ở tỉnh này đã tăng lên 70 người. Cục Dân chính tỉnh Quảng Đông hôm thứ Hai cho biết tỉnh này vẫn còn 20 người mất tích, 1,73 triệu người bị ảnh hưởng bởi thiên tai và hơn 11.000 ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng nặng. Mặt khác, theo thống kê của Bộ Dân chính Trung Quốc, tại Hồ Nam và Phúc Kiến cũng xảy ra thiên tai lớn, trong đó Hồ Nam có 35 người chết. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu vàng, dự kiến nhiều nơi ở miền Nam Trung Quốc sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của mưa lớn từ thứ Hai đến thứ Ba. Theo các báo cáo, mực nước của 4 con sông lớn ở Quảng Đông đã tăng lên ở các mức độ khác nhau và lượng mưa ở Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh, thậm chí đã đạt đến mức 220 năm mới có một lần. Đài quan sát khí tượng Trung ương chỉ ra rằng phạm vi mưa lớn bao gồm Đông Nam Hồ Nam, Nam Giang Tây, Trung và Nam Phúc Kiến, hầu hết Quảng Đông và Đông Quảng Tây, một số khu vực còn kèm theo dông bão ngắn ngày và gió mạnh. Lưu vực Tứ Xuyên ở phía Tây Nam Trung Quốc đã hứng chịu mưa lớn trong những ngày gần đây, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và ảnh hưởng đến 2,75 triệu người. Văn phòng Kiểm soát lũ lụt tỉnh Tứ Xuyên cho biết lượng mưa lớn đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều nơi trong tỉnh. Tính đến 19 giờ ngày hôm qua, 15 thành phố và 45 quận bao gồm Thành Đô, Đức Dương, Lạc Sơn, Nghi Tân, Nội Giang đã ảnh hưởng đến tổng cộng 2,75 triệu người và 150.000 người đã được chuyển khẩn cấp. Theo Văn phòng Kiểm soát lũ lụt tỉnh Tứ Xuyên, lượng mưa lớn cũng làm thiệt hại khoảng 128.000 ha cây trồng, làm hư hỏng 15 hồ chứa và hư hỏng 43 bờ bao. Truyền thông Tứ Xuyên cho biết hiện tại quá trình mưa lớn đã kết thúc nhưng một số nơi ở Miên Dương, Đức Dương, Quảng Hán và những nơi khác vẫn có mưa xối xả. Các chuyên gia khí tượng cho biết đợt mưa vừa qua cơ bản đã kết thúc nhưng một đợt mưa mới sẽ đến từ ngày mai tới 2 ngày tiếp theo. Khi đó, trên lưu vực sẽ xuất hiện một đợt mưa dông lớn khác theo hướng từ Tây sang Đông. Các chuyên gia của Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết tất cả các vùng của Trung Quốc sẽ bước vào giai đoạn quan trọng để kiểm soát lũ lụt vào tháng tới. Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp và thảm họa do mưa lớn diễn ra bất thường hơn. Đồng thời, bước sang tháng 6, bão hoạt động mạnh, Giang Nam, Nam Trung Quốc và những nơi khác cần chuẩn bị trước bão để đề phòng ảnh hưởng của bão và các thiên tai thứ cấp có thể xảy ra. lưu vực Tứ Xuyên ở Tây Nam Trung Quốc cũng đã trải qua lượng mưa lớn trong những ngày gần đây, gây ra thảm họa nghiêm trọng và gây thương vong. Tại thành phố Đô Giang Yển, cách Thành Đô, thủ phủ Tứ Xuyên hàng chục km về phía Tây Bắc, sáng thứ Sáu, một vụ lở đất quy mô lớn đã xảy ra tại một ngôi làng, 13 ngôi nhà bị phá hủy và hơn 30 người bị chôn vùi. Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc, địa điểm xảy ra thảm họa sạt lở đất là Vô Hương, thuộc làng Tam Tây, thị trấn Trung Hưng, thành phố Đô Giang Yển, khu vực sạt lở đất rộng khoảng 2 km². Truyền thông Trung Quốc cũng mô tả tình trạng mưa xối xả tại địa phương, tầm nhìn hạn chế và khó khăn trong việc điều khiển các phương tiện đã làm gia tăng khó khăn trong công tác cứu hộ. Truyền thông Trung Quốc cũng đưa tin trên truyền hình cảnh quay một công nhân được giải cứu sau khi bị mắc kẹt trong nước lũ ở Đức Dương, Tứ Xuyên, trong đó cũng cho thấy một nhà máy bị nước lũ cuốn trôi. Ngoài ra, cầu Bàn Giang ở thành phố Zhangju, cách Thành Đô khoảng 230 km về phía Bắc, đã bị sập hôm thứ Ba, khiến 8 phương tiện và 17 người mất tích. Theo Cục Khí tượng Trung Quốc, lưu vực Tứ Xuyên bao gồm cả thủ phủ Thành Đô của Tứ Xuyên đã trải qua lượng mưa lớn trong 3 ngày, gần bằng lượng mưa trong trận lũ lụt Tứ Xuyên vào mùa hè năm 1981. Cục Khí tượng cũng cho biết mưa sẽ tiếp tục vào đêm thứ Tư. Nếu mưa tiếp tục, lượng mưa năm nay có thể vượt lượng mưa năm 1981. Tình hình rất nghiêm trọng, các quan chức Trung Quốc cho biết mưa lớn đã ảnh hưởng đến khoảng 550.000 người ở Tứ Xuyên và Vân Nam, buộc hơn 32.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc cũng từng hứng chịu thảm họa động đất nghiêm trọng vào năm 2008, khiến khoảng 90.000 người thiệt mạng hoặc mất tích. Kính thưa quý vị, có ít nhất 35 người đã thiệt mạng và 16 người mất tích khi lũ lụt ngày càng gia tăng ở Đông Bắc Trung Quốc. Các quan chức tỉnh Hắc Long Giang cho biết vào cuối ngày thứ Sáu, lũ lụt đã khiến 21 người thiệt mạng và 13 người mất tích trong tỉnh. Tân Hoa xã chính thức của Trung Quốc đưa tin hôm thứ Bảy rằng lũ lụt ở tỉnh Cát Lâm đã khiến cho 13 người thiệt mạng. Tân Hoa xã cho biết một vết nứt dài 450 m đã xảy ra trên kè Hắc Long Giang ở nơi hợp lưu của sông Tống Hoa phía Đông Bắc và Hắc Long Giang vào tối thứ Sáu. Vụ vỡ kè xảy ra tại đồn biên phòng số 3 của kè dòng chính Hắc Long Giang, tại trang trại 290 của Cục Cải tạo đất Hắc Long Giang đến cửa sông Quanh Co. Vụ vỡ đê đã ảnh hưởng đến 280.000 ha đất canh tác, 7 trạm điều hành của trang trại và 9 ngôi làng ở huyện Tùy Tân, thành phố Hà Cương, tỉnh Hắc Long Giang. Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Do mưa liên tục, các con sông lớn ở Đông Bắc Trung Quốc bao gồm Hắc Long Giang, sông Tùng Hoa và sông Nội Giang đã bị lũ lụt. Thông tấn xã Trung Quốc đưa tin lũ lụt ở Hắc Long Giang là tồi tệ nhất trong 36 năm qua, trong khi thượng nguồn sông Nin lại xảy ra trận lụt thảm khốc hơn 60 năm mới có một lần. Theo thống kê của Văn phòng Trung tâm Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ hạn hán quốc gia, hơn 3,9 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa ở 3 tỉnh Hắc Long Giang, Cát Lâm và Nội Mông. Gần 15.000 ngôi nhà bị sập. Phần đảo Hắc Hạ Tử của Trung Quốc nằm ở biên giới Trung-Nga đã bị nhấn chìm hoàn toàn. Thảm họa lũ lụt cũng gây thiệt hại cho một diện tích đất canh tác rộng lớn ở Đông Bắc Trung Quốc, nơi được cho là vựa lúa của Trung Quốc. Theo thống kê của Cục Phòng vệ Quốc gia, diện tích bị ảnh hưởng là khoảng 2,7 triệu ha. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc đưa ra dự báo thời tiết hôm thứ Bảy nói rằng sẽ có mưa to hoặc thậm chí mưa lớn ở Đông Nam Cát Lâm và Đông Bắc Liêu Ninh trong ngày hôm đó. Trên thực tế, nhiều nơi ở Đông Bắc Trung Quốc, đặc biệt là các tỉnh Cát Lâm và Liêu Ninh đã trải qua một đợt mưa xối xả và mưa lớn vào thứ Năm và thứ Sáu. Trong số đó, Mông Cổ, Liêu Ninh đã trải qua trận mưa xối xả 292 mm vào thứ Sáu. Đây là lượng mưa lớn nhất ở khu vực địa phương trong 70 năm qua. Các nhà dự báo thời tiết cảnh báo mặc dù mưa sẽ yếu dần trong vài ngày tới, nhưng dự kiến sau thứ Năm tới, vùng Đông Bắc Bộ có thể có mưa lớn. Mưa lớn đã đổ bộ vào Hắc Kỷ Liêu ở Đông Bắc Trung Quốc và các tỉnh Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây ở phía Nam. Theo thống kê của Bộ Dân Chính, ít nhất 115 người thiệt mạng và 125 người mất tích. Mưa lớn, gió giật mạnh và mưa đá đã xảy ra ở Đông Bắc Bộ trong nhiều ngày qua, thống kê do Bộ Dân Chính công bố hôm thứ Hai cho biết. Một tuần qua, mưa lớn và lũ lụt đã khiến 74 người chết và 97 người mất tích ở Liêu Ninh. Tại Cát Lâm, 25 người chết, 16 người mất tích và tại Hắc Long Giang, 16 người mất tích. do chịu ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn và lũ lụt xảy ra ở 3 tỉnh miền Nam Quảng Đông, Quảng Tây và Hồ Nam. Quảng Đông có 32 người chết và 18 người mất tích, Quảng Tây có 16 người chết, Hồ Nam có 15 người chết và 4 người mất tích. Tổng cộng 1,83 triệu người đã được di chuyển khẩn cấp ở 6 tỉnh và tổng số người bị ảnh hưởng bởi thảm họa đã vượt quá 12 triệu người. Theo thống kê của Bộ Dân chính Trung Quốc, thiệt hại kinh tế trực tiếp tại 6 tỉnh đã vượt quá 20 tỷ nhân dân tệ. Đồng thời, lũ lụt cũng gây thiệt hại nặng nề với nông nghiệp tại các tỉnh sản xuất ngũ cốc lớn này. Hơn 270.000 ha đất canh tác bị mất mùa do thiên tai, có thể khiến giá lương thực biến động. Mưa lớn ở Quảng Đông gây sạt lở dọc tuyến Bắc Kinh – Quảng Châu, hơn 7.000 hành khách mắc kẹt trên tàu, hàng chục nghìn hành khách bị chặn đường đi lại. Hiện toàn bộ hành khách bị mắc kẹt đã được sơ tán, nhưng hoạt động đường sắt vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường. Ngoài ra, người dân Quảng Đông thường chỉ trích công tác cứu trợ thiên tai của địa phương, cho rằng tình hình thiên tai ở Quảng Đông đã bị lãng quên. Một cư dân mạng từ Quảng Đông đã đưa ra tuyên bố dưới bản tin của Sina.com về thảm họa ở Đông Bắc Trung Quốc và hỏi: còn chúng tôi ở Quảng Đông thì sao? Sina Weibo Mao Mao, tôi vừa nhận được nhật báo Nam Phương và tôi đã đọc nhanh trang nhất. Đó không phải là báo cáo về lũ lụt ở tỉnh Quảng Đông của chúng tôi, mà là đoạn Quảng Đông của tuyến Bắc Kinh-Quảng Châu đã hoàn thành ngày hôm qua. Điều đó có quan trọng đối với cuộc sống của người dân hay nền kinh tế không? Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc ngày thứ 5 liên tiếp đưa ra cảnh báo mưa lớn màu xanh lam từ lúc 6 giờ tối. Trong cùng ngày, đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang đã đón trận lũ số 1 trong năm nay. Cơ quan chức năng mở cửa xả lũ trong 24 giờ, khiến cho mực nước ở hồ Đậu Đình, hồ Bà Dương tăng cao, gây ra thảm họa liên tiếp tại nhiều nơi như Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy, v.v. Theo dự báo của Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc, từ 8 giờ tối ngày thứ 5 đến 8 giờ tối ngày thứ 6, các khu vực như Giang Nam đến Sông Hoài, Trung Bộ của tỉnh Vân Nam, Đông Nam Bộ, Tây Tạng sẽ xuất hiện mưa lớn. Khu vực An Huy, Giang Tô, Chiết Giang, Giang Tây còn có thể xuất hiện thời tiết đối lưu mạnh, mưa rất lớn. Mới đây, trang tin Per Video tại Trung Quốc đại lục đã công bố video đập Tam Hiệp xả lũ. Theo Tân Hoa Xã đưa tin, lúc 10 giờ sáng thứ Năm, lưu lượng nước chảy vào hồ chứa nước Tam Hiệp là 55.000 m3 mỗi giây, chính thức đón nhận lũ số 1 trong năm nay. Theo lệnh điều động của Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang, bình quân mỗi ngày hồ chứa nước Tam Hiệp xả lũ với lưu lượng 40.000 m3 mỗi giây, lượng nước chảy vào là 55.000 m3 mỗi giây. Lưu lượng nước xả ra là 40.000 m3 mỗi giây, tỷ lệ cắt đỉnh 30%. Nhân dân Nhật báo đưa tin, Ban Tổng Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia Trung Quốc vào lúc 8 giờ tối ngày thứ 5 đã khởi động ứng phó phòng chống lũ cấp 4, cử đội ngũ nhân viên đến các khu vực như Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy, Quý Châu, Vân Nam để thực hiện công tác cứu nạn. Hiện tại, mực nước tại khu vực Trung và Hạ Lưu Trường Giang, Hồ Đậu Đình, Hồ Bà Dương đều đang dâng cao. Mực nước ở Hồ Thái Hồ còn vượt trên phạm vi cảnh báo, có khả năng xảy ra thảm họa tự nhiên. Điều đáng chú ý là trong lúc Trung Quốc đại lục hầu như bị phong tỏa toàn diện thông tin về tình hình thảm họa, trong cảnh quay cứu trợ cứu nạn được truyền thông nhà nước Trung Quốc công khai mấy ngày gần đây đã vô tình phơi bày tình trạng thê thảm bởi thảm họa lũ lụt tại các nơi. Kênh truyền hình quân sự CCTV7 công khai cảnh quay cứu nạn tại huyện Phượng Hoàng thuộc châu tự trị dân tộc Thổ Sa, dân tộc Miêu Tương Tây của tỉnh Hồ Nam cho thấy nhiều nơi trong huyện phải hứng chịu thảm họa lũ lụt, ngay cả trong bệnh viện cũng có nước ngập quá đầu gối. Tuy nhiên, thông tin cũng nhấn mạnh cảnh sát vũ trang vận chuyển khẩn cấp vật tư y tế và di chuyển người dân bị mắc kẹt cùng xe cộ, hy vọng giảm thấp nhất thiệt hại do thảm họa lũ lụt gây ra. Trung tâm Phát thanh Khẩn cấp Quốc gia Trung Quốc đăng một đoạn video trên Weibo cho thấy thảm họa lũ lụt tại huyện Hồng Khẩu, thành phố Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu, nước bùn nhấn chìm mặt đường. Đường xá trở thành một dòng chảy bùn đất, giao thông vận tải đường bộ hầu như tê liệt, nhiều người dân không cách nào chạy thoát được. Bên cạnh đó, theo Thời báo Hoàn Cầu đưa tin, miền Nam Trung Quốc mưa lớn liên tiếp trong nhiều ngày. Nếu đổi lượng mưa tỉnh Hồ Bắc thành thể tích nước, ước tính lên đến 53 tỷ m3, tương đương mực nước của 12 hồ Thái Hồ, một nửa hồ Thanh Hải. Còn tại Bắc Bộ tỉnh Giang Tô, Trung Bắc Bộ tỉnh An Huy, Bắc Bộ và Tây Bộ tỉnh Hồ Bắc, Đông Bắc Bộ tỉnh Quảng Tây, Đông Bắc tỉnh Quý Châu, lượng mưa năm nay cũng nhiều hơn từ gấp đôi trở lên so với trước đây. Theo dự báo mới nhất của Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc, từ thứ Bảy đến thứ Hai, lượng mưa tại khu vực Tây Nam đến Trung và Hạ lưu Trường Giang tiếp tục gia tăng. Một số nơi có mưa lớn đến rất lớn, một số nơi có thời tiết đối lưu mạnh như gió lớn kèm sấm sét, trong đó Đông Bộ, thành phố Trùng Khánh, Đông Bắc Bộ, tỉnh Quý Châu, Đông Bộ và Tây Bắc Bộ, tỉnh Vân Nam, Tây Nam và Đông Bộ, tỉnh Hồ Bắc, Đông Nam Bộ, tỉnh Hà Nam, Trung Nam Bộ, tỉnh An Huy, Nam Bộ, tỉnh Giang Tô và thành phố Thượng Hải có mưa rất lớn, lượng mưa lên tới 120–220 mm, một số nơi có thể lên đến 250–300 mm. Các khu vực nói trên có lượng mưa lớn nhất từ vào ban ngày, ngày thứ Bảy đến ngày Chủ nhật. Chuyên gia khí tượng nhắc nhở trong 10 ngày đầu tháng, khu vực từ Tây Nam đến Trung và Hạ lưu Trường Giang sẽ vẫn tiếp tục có mưa, có mức độ lặp lại cao, khu vực có mưa lớn có thể xảy ra lũ bất ngờ. Các con sông vừa và nhỏ xảy ra lũ và thành thị bị ngập là tương đối cao. Văn phòng Kiểm soát lũ lụt tỉnh Phúc Kiến cho biết, 3 ngày qua khu vực trung tâm và phía Bắc của tỉnh Phúc Kiến có mưa lớn khiến hơn 180.000 người ở trong tỉnh bị ảnh hưởng, 12 người chết, 2 người mất tích, di rời 22.500 người. Theo số liệu thống kê do Văn phòng Kiểm soát lũ lụt tỉnh Phúc Kiến công bố vào lúc 17h30 ngày thứ Bảy, tổng cộng 186.400 người ở 19 quận ở Tam Minh, Tuyền Châu, Nam Bình và Long Nhân của tỉnh Phúc Kiến đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 420 ngôi nhà bị sập và 120.000 cây trồng bị ảnh hưởng, 69.000 ha bị mất trắng, 64 doanh nghiệp công nghiệp và khai thác mỏ ngừng hoạt động, 22,56 km đê bao bị hư hỏng, 4,03 km đê bị vỡ, cống, 60 trạm bơm cơ điện, trạm thủy điện và trạm thủy văn bị hư hỏng và 94 ao hồ, đập bị trôi. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa liên tục, một số con sông ở Phúc Kiến đã vượt mực nước cảnh báo. Thiểm Tây, Hữu Tích, Phù Đồn Hy và Mai Tây, một nhánh của sông Mân Giang đã trải qua lũ lụt với mực nước vượt cảnh báo, và Đại Trương Tây, một nhánh của sông Mân Giang và một số địa điểm ở thượng nguồn sông Cửu Long Giang phía Tây Bắc và Tương Giang cũng phải trải qua mực nước vượt cảnh báo lũ. Mưa lớn và lũ lụt cũng gây ra những thiệt hại nhất định cho Tam Minh, Tuyền Châu, Nam Bình, Long Nham và các thành phố khác. Theo thống kê, từ 8 giờ sáng ngày thứ Sáu đến 6 giờ ngày thứ Bảy, có 12 huyện thuộc tỉnh Phúc Kiến có lượng mưa từ 45–79 mm, 20 huyện có lượng mưa từ 80–120 mm. Các quận Đại Điền và Đức Hoa có lượng mưa trên 150 mm. Hiện mưa đã yếu đi đáng kể, quá trình mưa dông kéo dài sẽ kết thúc. Cục Khí tượng tỉnh Phúc Kiến đã liên tục đưa ra cảnh báo mưa bão, nâng cấp tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng và gửi hơn 1 triệu tin nhắn văn bản cảnh báo tới công chúng. Hiện tại, cơ quan khí tượng đang theo dõi chặt chẽ tình hình mưa và nước, nhắc nhở các cơ quan chính quyền các cấp chú ý phòng ngừa lũ lụt, sạt lở đất và các thảm họa khác có thể do mưa lớn gây ra. Vào sáng ngày thứ Sáu, có một trận mưa lớn bất ngờ ở thị trấn Hạ Dương, Vĩnh Xuân, tỉnh Phúc Kiến. 2 thợ mỏ và 3 đứa trẻ đã bị chôn vùi. Sau khi nhận được tin báo, 100 người từ đội cứu hỏa Vĩnh Xuân và nhiều phòng ban khác của quận Vĩnh Xuân đã nhanh chóng đến hiện trường để tiến hành cứu hộ. Đến 15 giờ 15 phút, hiện trường đã giải tỏa. Vụ tai nạn có 5 người thiệt mạng. Qua điều tra xác định, 3 nam và 2 nữ tử vong đều là người Giang Tây. Sau khi sự việc xảy ra, huyện Vĩnh Xuân đã ngay lập tức tổ chức cuộc họp khẩn cấp để tiếp tục triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa an toàn trong mùa lũ. Yêu cầu tất cả các thị trấn, phòng ban, đơn vị rút kinh nghiệm nghiêm túc và tăng cường kiểm tra giám sát những ngôi nhà dột nát, vùng trũng thấp, thiên tai địa chất dốc, các công trường, khu vực khai thác đảm bảo tính mạng của nhân dân. Hiện tại, công tác khắc phục hậu quả và điều tra vụ tai nạn đang được tiến hành. Người thân của những người thiệt mạng và quần chúng nhân dân đã ổn định tinh thần. Kính thưa quý vị khán giả, hôm đầu tuần này, một vụ lở đất ở Yến Kinh Quốc, Lô Cô, huyện Miên Ninh, tỉnh Tứ Xuyên khiến 114 người thiệt mạng. Riêng Kinh Câu là vị trí của mỏ sắt Lô Cô ở Tứ Xuyên và một nhánh của sông An Ninh. Do cơ sở hạ tầng và khai thác mỏ quặng sắt, một lượng lớn đất đá đã bị thải ra với tổng khối lượng hơn 5,3 triệu mét khối. Đồng thời, việc khai thác gỗ với số lượng lớn cũng đã phá hủy thảm thực vật, chôn vùi những mối nguy hiểm tiềm ẩn cho lở đất. Vào lúc 10 giờ tối ngày thứ Hai, một dòng chảy đá vụn đã bùng phát với lưu lượng tối đa là 280 mét khối trên giây. Trận lở đất đã cuốn phăng nhà ăn, nhà kho, lán làm việc của đội công binh số 408 và 414, Cục Công binh 2, Bộ Đường sắt, đóng dọc con mương. Hầu hết các công nhân đã không về nhà vào đêm hôm đó vì họ đang xem phim, rất nhiều người đã sống sót, nhưng nó cũng gây ra thảm họa thương tâm với 114 người chết và 29 người bị thương. Kể từ hôm đó, thảm họa dòng chảy mảnh vỡ ở Yến Kinh Quốc thường xuyên xảy ra. Trước đó, việc quản lý toàn diện lưu vực sông đã được thực hiện và thảm họa dòng chảy mảnh vụn đã được kiểm soát. Thảm họa lở đất bất thường do lượng mưa đá hiếm gặp vào cuối mùa xuân và đầu mùa hè cũng đã gây ra một trận lở đất Cam Tây Câu, Lục Vương Câu ở thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên, làm 169 người thiệt mạng. Mùa mưa ở Trung Quốc đại lục thường kéo dài, phần lớn lượng mưa cả năm tập trung vào khoảng thời gian này. Ví dụ ở Nhã An, Tứ Xuyên, lượng mưa chiếm khoảng 86% lượng mưa hàng năm. Vì vậy, nhiều thảm họa lở đất thường xảy ra trong khoảng thời gian này. Đáng ngạc nhiên, vào cuối mùa xuân và đầu mùa hè năm nay, khi mùa lũ thường mới bắt đầu, ở Nhã An bất ngờ có một trận mưa xối xả và mưa đá với lượng mưa lên tới 94,4 mm trong một giờ. Một số người dân kể lại rằng đây là trận mưa lớn nhất ở Nhã An, thậm chí họ không thể nhìn thấy những ngôi nhà chỉ cách đó 10 mét, và một trận lở đất quy mô lớn đã xảy ra ở Vương Câu. Mộ Hoài Vũ là một người dân ở làng Lữ Vương. Vào sáng sớm ngày thứ hai, anh đột nhiên bị đánh thức khỏi giấc ngủ say bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Dậy đi, mọi người đã vội vã chạy. Anh đẩy cửa ra, liền thấy trong thôn đen kịt, khắp nơi đều là đuốc sáng trưng, cùng tiếng người chạy, còn có tiếng kêu thảm thiết, lở đất tới. Mấy phút sau, Mộ Hoài Vũ cũng vội bỏ chạy. Đám người cầm đuốc vừa chạy vừa than khóc. Cha mẹ anh cùng với một vài ngôi nhà bằng gạch nung đã biến mất. Trong thảm họa đó, tổng cộng 18 người đã thiệt mạng ở làng Lữ Vương Câu và Cam Tây Câu liền kề, thậm chí còn tồi tệ hơn với hơn 100 người thiệt mạng và gần như toàn bộ ngôi làng bị nuốt chửng. Trận lở đất đã làm hư hại nghiêm trọng 17 ngôi làng và 4 nhà máy ở 2 thị trấn, làm 169 người thiệt mạng, vùi lấp hơn 840 ha đất màu, phá hủy khoảng 750 ha đất canh tác, làm chết 421 con gia súc, phá hủy 88 công trình lớn nhỏ và phá hủy 361 ngôi nhà. Trong thời gian này, 21 km đường dây tải điện đã bị phá hủy. Trận lở bùn đã chặn kênh của sông Thanh Nghĩa, vốn đã rộng 160 m thêm 110 m, nâng lòng sông lên 32,7 m. Thiệt hại tài sản trực tiếp là 1,9 triệu nhân dân tệ. Sau khi dòng mảnh vụn xảy ra, dự án kiểm soát dòng mảnh vụn Lữ Vương Câu và Cam Tây Câu đã được triển khai, phải mất vài năm nữa mới hoàn thành các dự án mương chắn, rãnh thoát nước, kè, nạo vét lòng sông. Trước đó, rừng từng rậm rạp đến mức cây to chỉ vài người ôm, thú rừng thỉnh thoảng xuất hiện. Bắt đầu từ khi các nhóm khai thác gỗ đã vào núi và toàn bộ khu rừng bị đốn hạ và đẩy xuống sông Thành Nghĩa. Vì vậy, việc khôi phục hệ sinh thái, quản lý nước và đất cũng rất quan trọng. Sau thời điểm đó, tỷ lệ che phủ rừng sẽ tăng lên 40% thông qua việc khoanh vùng núi và trồng rừng. Sau nhiều trận mưa bão và lở đất, Lữ Vương Câu và Cam Tây Câu chưa từng xảy ra thảm họa nào như năm 1979.